đất ơi, sầu huyết nè, ba ăn ba lĩa hai dĩa luôn. Rồi ăn gì mà mê dữ vậy, ngon lắm hả chị? Rất là ngon, mà chị ăn sống sống vậy chị thích lắm, biết sao? Ăn vậy bổ máu, chị đang bị thiếu máu. Ăn nữa không? Thiếu máu mà chị ha mẹ ha. Đây. Em đâu có kêu gọi đâu. Gọi sầu huyết. Có cái gì đó, có cái gì gọi sầu huyết. Đây. Hôm nay gia đình Lê Giang đơn sơ đạm bạc thôi. Vậy thôi. Rau trứng đồ thôi. Cá đồ thôi. Cua. Cua. Miếng cua. Miếng cua nè. Miếng cua này Giang ăn đi. Ngon lắm. Con muốn sao? Đây nè, kéo sợi lên nè, kéo sợi lên nè. Kéo cánh được đó. Miếng bên đây nhỏ nhỏ đã. Ăn không bị sót ruột kìa mà ngon lắm. Nãy con có kêu tôm không? Tôm mấy hả con? Chua. Kêu tôm đi. Kêu tôm với lại... Tôm sống á đúng không? Đúng rồi. Ngon quá à. Đó, ra đây chủ yếu đi Thái Lan là ra Canada để ăn mấy đồ tôm hải sản đó. Cậu có muốn đi học không? Cá nè, con cá chị ăn cá ngon ghê không? Cậu muốn đi chơi không? Muốn đi chơi ba Thái Lan không? Hay là muốn về Việt Nam đi học nè? Muốn cái nào? Có đi chơi đúng không? Ngon quá mọi người ơi. Chạy về cho nó đi học. Rồi. Ôi mọi người ơi, có bồ rồi, Thái Lan có bồ tay rồi. Trời ơi, thấy chưa? Quá trời rồi. High five. Không biết nói tiếng Anh. Hai vợ chồng là người Tây Ban Nha, ở Barcelona. Mà con thì không biết nói tiếng Anh. Chia sẻ cho mượn cho anh. I see you the same Jose Lu from Real Madrid. Ăn trái cây không Lê Giang? Đây trái cây quá trời nè. Nè em ăn đi, nè chị mua cho em nè, chị mua hết cho em nè. Đây là trái cây nha mọi người. Cái này là cái cục thơm đó. Nó làm cái quýt sao giống dữ gì trời. Nè, trái quýt ha. Cái bông lài nè. Bông này bông lài cho nó lại đó. Bông sứ. Ừ. Nè. Trái gì vậy? Trái dâu. Trái xài. Trái dưa gan. Trái quýt. Quýt. Trái táo. Apple. Trái thơm. Trái xài. Đây. Trái nha đạt. Đấy, à không. Trái gì uống chanh chanh chua vui. Chanh dây. Bưởi. Chuối. Thơm. Dưa hấu. Nho. Bưởi ha. Nho chùm chùm luôn. Nho luôn. À. Còn này gì? Díu. Bưởi. Bưởi díu. Quên cái từ đó.
đây là những cái chỗ này là bán đồ lưu niệm nha. Biết cái này gì chắc nó sáp thơm quá. Không phải vậy. Sáp thơm hay gì á nè, cái này đang ta ngửi giống nè. Giống như cái ly gì á. Ta ngửi nè, thấy không? Trong đây bán đồ ăn cũng nhiều lắm. Sáng nay chị em chúng tôi sau khi ăn sáng xong thì ngày hôm nay chị em chúng tôi chính thức bắt đầu đi chùa, đi tour, đi tour chùa. Qua lần này là để là đi chùa, đi chùa cầu nguyện. Ngày hôm nay sẽ đi ba cái chùa nha mọi người nha. Đó. Không biết là nè đi chùa đó. Trời ơi, mặc đồ đi chùa. Thấy con tôi không? Đi chùa là phải mặc đồ lam. À. Tại vì con tôi là bây giờ là ăn chay trường rồi. À. Này nói nhiều lắm rồi. À, không, vợ chồng của ông Phước bây giờ nó ăn chay trường mấy năm rồi. À, gieo duyên cho mẹ nhưng mà mẹ chưa có ăn được. À. Mẹ con thèm hải sản. Thì đó, nhưng mà từ từ, tại vì á mẹ nghe người ta nói là làm con ăn chay là do phước của mẹ đó. À, phước của mẹ cho nên là con ăn chay. Con cũng là đủ duyên nữa. Chứ đúng phước rồi. Đủ duyên con không được. Đúng rồi. Cho nên là luôn cả bây giờ Lê Lộc cũng ăn chay luôn. Gia đình ăn chay hết nè. Chị mẹ... mà ăn nữa là coi như là cái nhà chị xây cái chùa đi. Thiệt luôn á nha. Mà tôi á, bây giờ là tôi ráng tập là mỗi tháng tôi ăn con cái nào 14, 15 nè, mùng 1 con nhớ nhắc mẹ ăn chay nha. Cái đó là do lòng của mẹ chứ nhắc gì. Mẹ không có nhớ ngày, nhiều khi mẹ đi làm mẹ không có nhớ ngày, nhưng mà con nhắc giùm mẹ, con nhắc. À, ăn chay tướng gọn không? À, ông nha mà ăn chay da đẹp thiệt luôn á. Dạ, da đẹp đó, con có xài kem không? Không, không hề. Ồ, da đẹp bóng luôn á. Ăn chay á là ăn những cái loại rau củ này kia nọ cho thải độc những cái trong ruột mình á, nó rất là tốt. Nó làm bị ứ á. Đúng rồi. Ủa bệnh. Còn ăn mặn đâu nè. Ứ. Rồi được rồi. Rồi ok ha. Bây giờ chuẩn bị đi chùa nha. Rồi. Rồi. Dạ xin hân hoan chào đón mọi người. Em hôm nay em sẽ làm hướng dẫn viên để mà em dắt gia đình của Lê Giang Duy Phước đi chùa nha mọi người. Thì mẹ nát ở bên kia, mẹ nát ở bên kia, nhưng mà trước khi á, từ đèn chưa, nghe hướng dẫn chưa cái đã. Hướng dẫn viên. Là trước khi mình đi qua bên nhà của mẹ nát á, thì mình hãy tới cái ngôi chùa này, tại vì cái ngôi chùa này là có một cái vị sư, là cái vị sư đó thu phục cái linh hồn của mẹ nát. Đó, hiểu không? Là được an táng tại ngôi chùa này luôn. Đó, thì bây giờ mình vô đây cái đã. Mình vô đây mình xin tài lộc có đứa con của mẹ nát ở trong đây luôn. Là đứa con thiệt luôn đó, để trong cái lòng kính á. Dạ. Đi rồi xong sau đó mình. Ủa, nhưng mà con nít đồ vô, con nít đồ vô. Rồi đi vô đây mình thắp nhang. Nói chung là cái này là cái kinh nghiệm là đi với mọi người. Đã đi rồi đó cho nên là bây giờ hướng dẫn viên luôn. Nói lại thôi chứ cũng phải là hướng dẫn viên gì đó nha mọi người. Giỡn đó.